Xin chào các bạn. Hôm nay Vũ Quốc lại quay trở lại với các bạn ở buổi 2 hướng dẫn thổi sáo bài cùng hành quân giữa mùa xuân. Thế thì ở buổi 1 tôi đã hướng dẫn với các bạn là thổi phần lưỡi đơn và phần chuyển từ lưỡi đơn sang lưỡi kép và phần lưỡi kép. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thổi phần diễn tấu tự do ở giữa và phần chạy ngón ở cuối bài. Như vậy là chúng ta đã hoàn chỉnh bài, phải không ạ? Thì đối với phần diễn tấu tự do thì tôi sẽ chia ra làm 7 câu nhỏ nhé. 7 câu nhỏ để các bạn dễ nhớ. Thì câu thứ nhất trước hết là các bạn đã nghe tôi thổi trên sáo trước nhé. Mặc dù thổi diễn tấu tự do chúng ta vẫn phải đi vào có nhịp và có phách đấy thì nó mới hay nhá. Đô đô fa đô đô fa đô đô la si đô fa si đô đô fa đô si la si. Tôi nhắc các bạn ở đây là nốt si giáng. Đấy. Ở phần giai điệu thì hôm qua tôi đã nhắc là ở bài trước tôi đã nhắc là si bình, nhưng ở đây là si giáng. Đấy, si giáng thì các bạn gì ạ? Phải mở nửa lỗ. Ở trường hợp này các bạn mở nửa lỗ chứ không, các bạn không nên mở theo kiểu này nhé các bạn nhé. Không nên mở theo kiểu này, đúng không ạ? Các bạn mở nửa lỗ cho tôi. Cố gắng tập mở nửa lỗ. Bất đắc dĩ thì chúng ta phải mở theo kiểu thế tay này thôi nhé. Còn mở nửa lỗ các bạn quan sát này. Đây các bạn mở nửa lỗ, cái ngón tay trỏ này các bạn miết theo cái sáo. Đấy thì nghe nó hay đúng không? Si, đấy, si giáng. Đấy, si giáng. Đấy, thì tôi sẽ thổi chậm để các bạn quan sát ngón nhé. Các bạn nghe tôi đọc lại câu 1. Đô đô fa đô đô fa đô đô la si đô fa si đô 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 đấy đẹp nhá. Fa đô si la si si luyến. Đấy các bạn nghe tôi tay tôi gõ nhịp gõ phách để các bạn quan sát, mà khi các bạn tập các bạn cũng cố gắng làm như vậy cho tôi. Đấy, như vậy là câu 1 đã xong, chúng ta chuyển sang câu 2. Tôi thổi trước trên sáo cho các bạn nghe nhé. Như vậy là các bạn vừa nghe tôi thổi trên sáo và sau đây tôi sẽ đọc cảm âm để các bạn cùng nghe nhé. Đô son si đô son si đô mi fa đô đô fa son la son đô mi fa. Đấy, tôi đọc lại này. Đô son si đô son si đô mi fa đô đô fa son la son đô mi fa. Thế câu mi fa cuối cùng các bạn rung tay. Đấy, các bạn rung ngón đeo nhẫn, ngón son, nốt son nhá. Đấy, tôi thổi lại một lần chậm nữa để các bạn quan sát. Ở đây tôi lưu ý các bạn một số điểm như sau này. Nốt si ở đây vẫn là nốt si giáng, nhưng ở đoạn này thì các bạn có thể mở thế tay này nhé. Các bạn có thể mở thế này này. Đấy. Đấy, tùy từng câu mà các bạn dùng mở nửa nốt đúng không ạ? Hay là mở ngón dưới của nốt si này thì nó vẫn là si giáng nhé. Tùy từng câu, không phải câu nào các bạn cũng mở một thế tay là được đâu các bạn ạ. Các bạn phải căn cứ vào từng câu hát
để các bạn mở trong làm sao cho nó hợp lý. Thì ở câu 2 và câu 1 này nó cũng vẫn là tương đối là đơn giản, sau đây chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Đấy, câu 3 thì nó cũng hơi phức tạp hơn một chút. Đấy, các bạn quan sát nè, tôi thủ trên sáo nhé. Trên sáo, con này bắt đầu khó rồi, bắt đầu phải căng hơi rồi. Các bạn ở đoạn này các bạn có thể thổi bằng nhiều cách, như vừa nãy là tôi thổi cách đơn giản nhất để các bạn dễ hiểu. Còn khi biểu diễn thì tôi sẽ thổi như thế này. Tức là nốt si ở đây vẫn là si dáng nhưng lại mở nửa ngón tay các bạn nhé, như lại mở nửa lỗ si, chứ không mở như thế tay mà đấy tôi nói với các bạn. Và ở cái phần mà tôi bảo là thổi để đi biểu diễn ấy thì chúng ta sử dụng kỹ thuật reo lưỡi kết hợp với vỗ ngón tay trỏ này, kết hợp với vỗ ngón tay trỏ. Vừa rồi là tôi đã thổi trên sáo và sau đây tôi sẽ đọc cầm âm để các bạn cùng nghe. Đô rê si đô mi fa son, son dùng tay nhá, son dùng ngón la nhá. Tiếp theo này, đô la si la son fa mi rê rê, chúng ta lại dùng tay nốt mi. Như vậy là ở câu số 3 này chúng ta sẽ có hai lần dùng tay. Đấy, hai lần dùng tay là một lần là dùng tay gì ạ, son la đúng không, một lần dùng tay là rê mi nhá. Tôi đọc lại cả câu này, đến đoạn nào dùng tay tôi sẽ nói với các bạn này. Do re si do mi fa son la son la son la son la son la son, dùng tay đấy các bạn ạ. Do la si la son fa mi re mi re mi re mi re mi re. Đấy, lại các bạn lại tiếp tục rồi ạ, dùng tay. Tôi thử lại trên sáo một lần nữa thật chậm để các bạn quan sát. Đấy, chúng ta dùng tay hai lần, một lần là son la, một lần là re mi, và chúng ta mở nốt si dáng bằng phương pháp là mở nửa nốt si đúng không ạ. Đấy, đấy là câu số 3. Còn câu số 4 thì thổi như thế nào? Câu số 4 chúng ta sẽ có gì ạ, chúng ta sẽ có kỹ thuật vuốt ngón, hốt. Đấy, kỹ thuật hốt đấy. Đấy, từ re 2 lên re 3. Đấy, và trong câu này vẫn có tiếp tục là kỹ thuật dùng tay. Các bạn sẽ xem tôi thử trên sáo nhá. Bắt đầu khó đúng không các bạn? Đấy, chúng ta sẽ vuốt từ re 2 đúng không ạ? Lên re 3. Đấy, con vuốt này, từ re 2 lên re 3. Đấy, ở câu đầu tiên nhá. Sẽ đọc cảm ơn của các bạn nghe. Re 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 son fa son re son la son la son la son. Đấy, các bạn dùng tay. Tôi đọc lại chậm một lần nữa này. Re 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 son fa son re son la son la son. Đấy, câu 4 là như vậy. Đấy, tôi thổi chậm một lần nữa các bạn xem này. Như vậy là chúng ta đã xong câu 4. Cũng tương đối khó nhưng mà không đến mức mà khó mà chúng ta không học được, với điều kiện tôi đã hướng rất rất là cụ thể đúng không các bạn. Và là sau đây chúng ta sẽ chuyển sang câu thứ 5. Tôi sẽ thổi trên sáo trước cho các bạn xem.
là câu số 5. Câu số 5 chúng ta vẫn sử dụng là kỹ thuật rung ngón và kỹ thuật rung hơi ở câu này được thể hiện tương đối rõ. Sau đây tôi sẽ đọc cảm âm để các bạn nghe nhé. Son la si do, rung hơi nha, các bạn rung hơi sâu. Các bạn rung hơi thật sâu. Đấy, tiếp tục. Fa fa do do fa do fa do son son, rung tay. Câu son son các bạn nhấn mạnh cho tôi. Son son rung tay ngón la, đúng không ạ? Tiếp theo. Đấy. Mi mi đồ đồ mi đồ mi đồ mi son. Các bạn lại nhấn mi son và rung tay cho tôi. Ở đây tôi chỉ lưu các bạn này. Một là các bạn nốt son là si đô. Nốt đô các bạn rung hơi thật sâu. Cái thứ hai là các bạn nhấn mạnh hai nốt son. Đấy, ở phần rung tay thứ nhất nhấn mạnh và các bạn nhấn mạnh nốt mi son. Đấy, ở lần rung tay thứ hai. Đấy, sau đây tôi sẽ thổi lại trên sáo để các bạn dễ hiểu. Rung hơi đúng không ạ? Đấy. Ok, đấy, những câu nhấn các bạn nhớ nhá. Chuyển sang câu số 6. Câu số 6 thì chúng ta sử dụng kỹ thuật tôi cứ gọi phổ thông, tôi cứ gọi là gì, vuốt ngón, vuốt ngược, vuốt xuôi đấy, hay là còn gọi là hốt đấy. Đấy, thì các bạn sử dụng kỹ thuật này tương đối là nhiều. Đấy, chúng ta sẽ vuốt từ son lên la này, son xuống son này, đấy, và son xuống pha này. Đấy, và chúng ta sau mỗi lần vuốt thì chúng ta đều có rung tay. Đấy, các bạn nghe tôi thổi trên sáo trước nha. Đấy là những lần mà chúng ta vừa vuốt vừa rung tay, đúng không ạ? Son la, son 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 pha. Đấy, ba lần. Đấy. Và sau đây tôi sẽ thổi cả cái câu nhỏ số 6 nhé, để các bạn xem nhé. Pha và mi, các bạn không phải vuốt nữa, mà các bạn chỉ rung ngón thôi ạ. Rung ngón, tôi thổi lại một lần nữa nhé. Ở câu này thì các bạn chỉ có cách là quan sát trên sáo thì sẽ dễ hiểu nhất này. Chúng ta vuốt từ ra, dạ, tôi nhắc lại các bạn vuốt từ son la, đúng không ạ? Son 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 pha và rung tay gì ạ? Pha, rung tay mi, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã học xong câu số 6. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 7, và câu số 7 cũng là câu cuối cùng ở đoạn diễn tấu ở giữa bài. Đấy, các bạn hãy cùng quan sát tôi thổi trên sáo trước nhé. Ở câu này chúng ta sẽ chia thành hai đoạn tương đối rõ rệt. Đấy, mỗi đoạn chúng ta sẽ thổi 3 lần giống hệt nhau theo tốc độ của dạng tăng nhanh dần các bạn nhé. Ở đoạn thứ nhất này, chúng ta sẽ thổi là dê xì son, dê xì son, dê xì son, tốc độ nhanh dần, nhanh dần nhé. Nhanh dần, nhanh dần.
Đấy, và đến đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ thổi lại xì dê xì son, xì dê xì son, xì dê xì son 3 lần nữa nha. Lúc này chúng ta đẩy nhanh tốc độ nhá, càng nhanh càng tốt. Đấy, chúng ta như vậy là câu đoạn đầu chúng ta sẽ thổi là chỉ có dê xì son đúng không ạ? Đoạn sau thì nó sẽ có thêm là xì dê xì son. Mỗi đoạn 3 lần và theo tốc độ nhanh dần. Tôi sẽ thổi chậm cho các bạn quan sát. À, và cái câu cuối cùng của câu 7 thì lại rất dễ rồi. Chúng ta chỉ cần thổi là dê son si đô, dùng hơi nha. Đấy, tôi sẽ thổi lại cả câu 7 một lần nữa để các bạn quan sát nha. À, các bạn có thể vuốt từ đô đến đô cho nó hay, hoặc là các bạn có thể thổi là dê son si đô luôn cũng không vấn đề gì cả các bạn ạ. Đấy. Và như vậy là chúng ta đã xong toàn bộ đoạn diễn tấu ở giữa. Sau đây thì tôi sẽ thổi lại một lần toàn bộ đoạn diễn tấu để các bạn hình dung ra được tổng thể nó như thế nào nhá. Tôi sẽ thổi chậm. Xong thì câu lưỡi kép tôi đã dạy các bạn rồi, là tôi không muốn dẫn lại nữa. Đấy, như vậy là toàn bộ đoạn diễn tấu cũng tương đối là khó ở giữa bài, các bạn cố gắng luyện tập, và tôi luôn luôn nhắc các bạn rằng là các bạn phải tập từ chậm đến nhanh, tuyệt đối không có nào đốt cháy giai đoạn các bạn nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang đoạn 4 của bài, đoạn chạy ngón, và cũng là đoạn khó nhất của bài 6 này. Thế thì trước hết thì các bạn vẫn quan sát tôi thổi nhanh một lần để các bạn hình dung ra âm điệu của nó như thế nào nhé. Rất là chậm để các bạn cùng quan sát có nhé. Và sau đây tôi sẽ đọc cảm âm để các bạn dễ hình dung ra. Chúng ta sẽ đọc thành từng đoạn nhỏ một nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ không thể học một lần mà hết cả câu này được đâu, cho nên chúng ta sẽ chia ra từng đoạn nhỏ một. Đoạn nhỏ thứ nhất: Đô rê mi rê, đô rê mi rê, đô rê mi fa son. Đấy, tôi đọc lại nhá. Đô rê mi rê, đô rê mi rê, đô rê mi
son. À, các bạn thấy không ạ? Ở đây chúng ta thổi gì ạ? Câu đồ rê mi rê đồ rê mi rê đồ. Thì cái từ rê mi rê đồ chúng ta thổi hai lần liền. Sau đó chúng ta mới chuyển sang câu sau. Đây, các bạn nhớ nhé. Tôi đọc lại cả câu này. Đồ rê mi rê đồ rê mi rê đồ rê mi fa son. Đây. Tôi thổi sáo này. Đây là câu nhỏ thứ nhất. Để các bạn rõ chưa ạ? Tôi đọc lại một lần nữa nhé. Đồ rê mi rê đồ rê mi rê đồ rê mi fa son. Ok. Rồi chúng ta chuyển sang câu nhỏ thứ hai này. Fa mi fa son la son fa mi re đồ. Đấy. Fa mi fa son la son fa mi re đồ. À, tôi đọc chậm lại cùng với có phách nha. Fa mi fa son la son fa mi re đồ. Lại này. Fa mi fa son la son fa mi re đồ. Đấy. Tôi thổi cho sáo này. Fa mi fa son la son fa mi re đồ. Đấy, đây là câu nhỏ số 2. Câu nhỏ số 3. Re đồ re mi fa son si đô. Đấy, tôi đọc lại nha. Re mi re đồ re mi fa son si đô. Đấy, tôi thổi cho sáo này. Đấy là câu nhỏ số 3. Tôi đọc lại cảm ơn một lần nữa chậm nha. Rê mi rê đô rê mi fa son si đô. Cộng với trên sáo một lần chậm nữa nha. Đấy, câu số 4 là câu đau mồm nhất. Đấy, các bạn cố gắng tập làm sao câu số 4 này nó chúng ta thổi 4 lần. 4 lần chỉ có một câu nhạc thôi. Đấy, 4 lần chỉ có một câu nhạc, nhưng các bạn cố gắng thổi làm sao cho nó đều nhé. Phải tập chậm cho nó đều, xong các bạn sẽ thổi nhanh. Bốn lần câu si son si đô si son si đô si son si đô. Đấy. 4 lần các bạn nhá. Si son si do si son si do si son si do si son si do. Ok, tôi thổi chậm cho sáo này. Đấy là câu số 4. Si son si do si son si do si son si do. À, và câu cuối cùng thì chúng ta sẽ vuốt ngược trước, rồi xong đó lại vuốt xuôi, tức là vuốt từ đô 3 xuống đô 2 xuống đô 1, xong đó lại vòng lại từ đô 1 lên đô 2 lên đô 3, và chúng ta thổi thêm một đô nữa là sẽ kết thúc bài. Đấy, tôi các bạn sẽ xem tôi thổi trên sáo. Cái này chỉ có xem được thổi trên sáo thôi, chứ không ai đọc được cảm âm đoạn này đâu các bạn ạ. Câu cuối cùng nhá. Như vậy tưởng đơn giản nhưng không dễ đâu các bạn ạ. Các bạn phải tập vuốt đi vuốt lại thật nhiều lần cho ngón tay bạn dẻo thì các bạn mới thổi được. Các bạn tập như này, phương pháp như này. Các bạn tập đi tập lại như thế thì ngón tay các bạn sẽ mềm và các bạn sẽ thổi được câu này một cách không mấy là khó khăn. Đấy, các bạn xem tôi thổi một lần nữa nhá. Cùng của bài cùng hành quân giữa mùa xuân này. Sau đây tôi sẽ thổi một lần thật chậm toàn bộ cái đoạn 4 đoạn chạy ngón để các bạn quan sát trên sáo. Tôi nghĩ là sẽ
dễ hiểu nhất cộng với phần cảm âm tôi ghi thì không có lý do gì mà các bạn không học được. Đấy, tôi không có ai dạy tôi như tôi dạy các bạn đâu các bạn ạ. Kết thúc của bài ngày hôm nay. Sau đây tôi sẽ thổi một lần từ đầu đến cuối bài này. Đấy, và các bạn hãy nghe bài sáo cùng hành quân giữa mùa xuân ở trên kênh của tôi nhé. Bài đấy chính là bài tôi thổi đúng theo cách mà tôi hướng dẫn các bạn và tôi đã có nhạc beat. Đấy, các bạn tập theo phần tôi thổi ở trên kênh đấy và các bạn quan sát cộng với tập chậm. Đấy, khi nào các bạn nào có nhu cầu cần nhạc beat thì hãy liên hệ cho tôi. Đấy. Tôi chia sẻ free thôi chứ không lấy tiền các bạn, mà tôi nói rõ các bạn là riêng bài beat đấy tôi đi phối là cũng hết tương đối nhiều tiền. Có lẽ là các bạn mua một cây sáo cực kỳ VIP, cực kỳ chất thì mới phối được một bản nhạc beat đấy các bạn ạ. Và tôi sẽ thổi từ đầu đến cuối, thổi chay các bạn nhé, thổi chay để các bạn cùng nghe cho nó dễ. Thank you.
Đấy, như vậy là tôi đã thổi một lần thổi chay cho các bạn ạ, từ đầu đến cuối bài Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân, để các bạn nghe, để các bạn cảm nhận được à khi ghép nối các đoạn với các đoạn nó như thế nào qua hai bài, bài 1 và bài 2, để các bạn dễ hiểu hơn. Không biết nói gì hơn, xin chúc các bạn luôn luôn cố gắng, luôn luôn giữ lấy sự đam mê, kiên trì để hoàn thành được cái bài tập mà tôi đã chia sẻ với các bạn. Tôi cũng rất mong muốn các bạn tiến bộ, cùng nhau tiến bộ, và đừng bao giờ bỏ đéo cày giữa đường, đừng bao giờ bỏ dở trong quá trình mình đang tập các bạn nhé. Chúc các bạn luôn luôn thành công và tiếng sáo ngày càng bay xa, bay cao hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong phần hướng dẫn các bài tiếp theo. Và các bạn cũng đừng quên là đăng ký kênh và ấn nút theo dõi, để khi có bài các bạn sẽ được thông báo các bạn nhé.